Thì ngày mới thì mình xin chúc tất cả các bạn và gia đình đi vào sức khỏe và thành công trong tất cả công việc nha các bạn. Thì các bạn ơi, thì mình hôm giờ thì mình về lúc 3 giờ rưỡi sáng các bạn. Thì mình tới đây lúc 6 giờ mấy. Thì giờ anh Thắng anh cũng gạt công việc, anh đi đi sửa xe của người ta rồi, mà chỉ có cái anh hội xe cứu miền Tây á, anh ở đây thôi. Thì bữa nay anh hội xe cứu miền Tây anh sửa cho mình. Thì mình cái bánh phone thì mình bỏ lại các bạn, thì mình chỉ đem cái lò xo mình dục không tán thôi nè. Thì với lại mình đem cái chữ A này, cái mình bữa nay cái mình qua bên chợ Thanh Hóa mình kiếm mình mua cái bánh phone mới có không. Thì anh Thắng anh nói giờ mình đem cái chữ A này về nè, rồi mình đo coi nó vừa lỗ thì có thể là chính xác các bạn. Mấy bữa nay thì xe cộ ở đây thì mình thấy đi cũng bớt hết rồi. Thì cái anh hội xe cứu miền Tây anh đó là em ruột của mình các bạn. Chắc mình nhờ em ruột mình qua phụ quá. Tại cái đó giờ mình phải mình hôm giờ mình nằm mình cũng suy nghĩ là mình phải chắc mình phải mướn người ta đào đất ra các bạn ơi. Tại vì con xích mình bây giờ nó đất bây giờ nó nằm gài ở dưới mình gắn không được, đất thì nó quá mềm. Mình cây giờ mình cũng chưa độn vô được nữa nè. Để qua đó là mình mướn người ta đào á, rồi bắt đầu cái mình nhét cây đầu vô mới được. Kệ mình làm cho chắc các bạn ơi. Con còn Hitachi trừ 5. Con này thì cũng đi đào đất các bạn, đào đất đổ xe ben rồi nè. Nãy giờ chạy bị gãy bánh lái mới ghé. Ủa này đổ đất múc vào gần đây không em? Dạ năm nay nè. Rồi kinh tư hả? À? Chạy sao gãy bánh lái gì vậy? Bữa hôm qua lên cái kinh nhỏ. Gãy luôn. Cái lò xo, cái cốt lò xo này giờ tính sao? Đó, nó mỏng rồi, mua mới đi. Mua mới luôn hả? Giờ cái cây đăng xích của mình giờ bơm không ra. Giờ ảnh hơ cho nó nóng. Đây là cái cốt của cái lò xo của mình á. Giờ nó nhỏ quá trời. Nó bị lâu quá nó khét bơm không ra luôn. Đây cũng có con Mitsu trừ 8, Mitsu Mitsi á các bạn. Con này cũng có cái anh chủ xe ở đây. Nãy cũng nói chuyện với ảnh, con này ảnh nói anh này cũng 11 năm rồi. Máy Mitsu Mitsi luôn. Thì có cái cục phân phối nó nằm này trong đây, đơn giản quá trời. Còn lanh lắm các bạn ơi, chạy vút vút luôn á. Sáng thì mình qua bên tiệm bên kia thì anh kia thì anh bán cái cốt mới luôn, mình làm cái cốt mới luôn các bạn. Rồi cái mình mua cái bánh phone mới luôn. Ở ngoài này cũng có hai con xe. Con Cobeco 92. Cái xích xe mình á, cái bánh phone của mình á, tại vì cái nó các bạn biết sao không, nó lâu quá cái hàm bánh phone mình nó đưa ra tới đây nè. Nên mình bò đi bằng bánh răng trước á, cái nó dễ giục chứ lắm. Các bạn biết cái gào này người ta đóng để mình vớt
lục bình ngoài sông này nè các bạn. Nó vào đóng, đóng bù môi không à. Con 92 này chắc cũng điện đài cũng hư hết rồi các bạn ơi. Con ngoài này thì cái con 265 để mình coi đây cái gì. 260 hả các bạn ơi, 260. Này nó dán tem lên nên mình nhìn nhìn gần á mình cũng không có thấy được cái hình dáng của nó. Đứng xa xa mình nó biết nó khác nhau. Ủa này là mình ngồi ghế chạy luôn á anh, có gắn ghế gì là vô không? Vô ghế chứ đầu ghế vậy. Xe 11 năm cứng quá trời anh. Cứng mà không vô luôn á. Yeah. Anh cũng mới thay cái mâm. Ủa anh ơi, cái mâm này là anh mua mâm mới mâm cái đĩa vậy? Mâm cái đĩa. À. Mới thay mâm. Cái lò xo này thì mình cũng mới sửa rồi mới đem về luôn các bạn ơi. Anh ảnh thay cái cây cốt mới cho mình luôn. Còn cái bánh phon thì mình bỏ dưới tiệm á, thì mình chưa có chở gì đây. Tại cái bánh phon nó nặng lắm. Mình chở qua mấy cái cầu dán nhà mình chắc sập luôn. Nên chút mình đi cái mình chạy xuống xuống chỗ bán á rồi mình chở đi luôn. Cái dòng Kato của mình thì mình mua đồ sao mình thấy cũng dễ các bạn, chứ không phải khó. Mình đặt cái thì nó có liền. Quan trọng cái chữ A của mình nè, là cái bánh phôn mình á, mình gắn cái lỗ này bám vô dừa là được rồi. Đó, khích cái lỗ này nè các bạn. Cái lúc mà cái bánh phôn trước của mình á, để mình nấu cho các bạn hiểu, cái gang tán này của mình nè, nó bị cùi đi, rồi nó mới vuột ra ngoài luôn. Cái lò xo nó bung ra, rồi cái bánh phôn nó bung ra ngoài luôn, nên mình gắn không vô. Thì giờ ảnh làm cho mình ngon hết rồi nè các bạn. Thì qua bển rồi mình ráp vô. Nãy giờ mình cũng mới chạy qua cái cơ sở của anh Nguyễn Thắng. Đây là bánh phôn mới của mình nữa các bạn ơi. Mình ghé đây mà anh Thắng anh cũng đi công chuyện nữa rồi. Anh không có đây. Mình tính mượn ảnh cái ba lan các bạn. Để mình rút cái bánh cộng xích mình ra. Nhưng mà để mình trước tiên mình mượn đi qua bển mình tính nữa các bạn. Đây có em có kênh Hội Xe Cút Miền Tây thì theo phụ mình. Dạ dạ. Dạ. Thì em tranh thủ ấy em riết về, đã thích không về. Dạ vậy thôi anh hết. Sao rồi anh nói ba lần nào? Bây giờ mình lấy tay được không hay là để của bé? Lấy thùng phi kê ra đứng lên truyền xuống. Ừ. Giờ em mình chở cái này làm như thế nghiêng trường ơi. Hả? Giống nghiêng quá em. Mình thì mình chở cái lò xo. Tại xe mình nó yếu hơn các bạn ơi. Nãy giờ hai anh em chạy cũng cỡ tiếng 45 phút các bạn ơi. Mới tới Bến Tre. Thì con đường này thì về cầu Cổ Chiên các bạn. Đường này đường nhà nước cũng mới làm lại. Cũng có em ruột hôm qua nó phụ rồi nó chở cái bánh phôn cũng đỡ. Xe mình chở cũng chạy không nổi các bạn ơi. Mình chở từ cái chỗ Thạnh Hóa mà mình qua bên Anh Thắng chạy có 6 cây số, mình chạy còn chắc hơn nửa tiếng, khoảng 45 phút. Mình chở ở sao mình chạy không được, tại vì cái đầu xe Sirius mình nó nhẹ. Mình mà cái bánh phôn nó quá nặng đi, mình chạy nó sàn không à. Thì thôi mình mời các bạn dùng mình ly nước mía các bạn.
Thì chắc mình tới đó chắc khoảng cỡ giờ 4 giờ chiều rồi. Chắc tới đó chắc chạy từ khoảng cỡ 5 mấy 6 giờ mình tới tới phà mình các bạn. Hey. Mới tới các bạn ơi, quá là đuối luôn. Rồi hai anh em đi hồi nào mà giờ nào mới tới? Đi hồi chắc cỡ 2 giờ. Rồi để em đỡ phụ cho. Mẹo quá chừng ốc chạy nè. Dạ. Bập thích mẹ không? Sợ đám mẹo đó mà phải nha em, còn ở đây là em đi rồi, hôm nào em đi. Có cọt bánh không? Có. Không đi gì tối nay em đi đâu muộn. Dạ hả? Tới nay kia luôn mà. Dạ. Yeah. Ừ. Thôi mà còn đi hôn đi, đâu có bỏ ghe không? Mấy chị chờ. Ở dưới nó nói tôi không có giường nữa thì kìa. Đâu dạ. Có bỏ. Đi qua không sợ bắt, không lẽ đi mai sợ bắt hay sao? Cái này còn đi một hôm chẳng tàu không có thì thôi. Dạ, không có đi dạ. Nữa. Có thôi, không đi nữa. Ừ, không có đi nữa. Dạ đúng rồi. Bỏ hôm sợ bắt. Bỏ vợ con đêm một nhớ không chết luôn. Thôi tính con mới nổi, mấy ông cũng bỏ đâu lên về trả nữa, có nhà không? Có gì anh? Thôi thì mình xin tạm dừng cái clip mình ở đây các bạn ơi. Thì hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Các bạn đón xem mình coi mình gắn sức vô như thế nào các bạn. Thì các bạn xem kênh các bạn đăng ký mình nghe các bạn. Đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải mình của bạn có chữ đăng ký, các bạn bấm vào đó nhà mình. Đăng ký mai mình ra một cái clip mới, nó sẽ hiển thị vào cái chuông thông báo của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.